为你作牺牲，雪上加霜也值得。我自问，爱是出于真心，用爱可解释你我的各项疑问。比较叶百合，代言木石高腾，反手得很。Báo chí có đăng, chị hôn phu cô Trương Chí Khải cùng mẹ anh ta sang Singapore rồi. Hôm nay anh ta còn đăng báo xóa bỏ hôn ước với cô đó. Đừng đánh em gái tôi mà. Bác sĩ Lộ. Sao bị thương vậy? Mặc kệ cô ta, mũi của tôi đau lắm, xem cái mũi của tôi trước đi. Cô ấy bị thương nặng hơn anh đó. Anh mặc kệ cô ta là tử tù, chết 10 người cũng vậy thôi. Xem cái mũi của tôi trước đi, tôi đau lắm nè. Tôi muốn xem báo tin tức. Tôi muốn xem báo tin tức. Còn muốn xem báo hả? Tao đến. Nè, tôi không mũi của anh trước. Tôi muốn xem báo tin tức. Tôi muốn xem báo tin tức. Cô Bái Hồ cũng chỉ muốn xem tin tức thôi. Cô ấy đâu có vượt ngục đâu, nhưng giám ngục lại tước quyền thăm nuôi của cô ấy. Đối với một người bị xử tử hình, không còn sống bao nhiêu ngày nữa mà nói, làm như vậy không phải quá đáng sao? Giám ngục có quy tắc của giám ngục. Cô Bái Hồ chống lại mệnh lệnh của cai ngục và đã thương cai ngục. Theo quy tắc, cô ấy phải bị giam ở trong phòng tối. Phòng tối là gì vậy? Phòng tối, hàng ngày ngoại trừ chuyện có người đưa cơm nước đến, cơ bản cô ấy hoàn toàn không được tiếp xúc với bên ngoài, kể cả thời gian lao động và xuống nhà ăn cơm chung cũng không có. Tất cả quyền lợi của phạm nhân đều tạm thời bị tước bỏ. Nè, để nó vô đi. Anh Huy à, bác sĩ Lộ nói thương tích cô ấy khá nặng, ngày mai còn phải tái khám, sợ vết thương cô ấy bị nhiễm trùng. Hay đợi cô ấy lành rồi mới giam vào phòng tối đi. Cô nói nhiều quá. Cô là bà con với nó hả? Không phải đâu anh Huy à, anh xem cô ấy thân hình gầy guộc không chịu đựng nổi đâu. Cô ấy có bất trắc gì chúng ta chịu trách nhiệm đó. Cô nói hết chưa? Là tử tù hả? Tôi cũng dám đánh đó. Vì hôn phu Trương Chí Khải cũng bỏ mặt nó. Lo cái gì, làm việc đi, để vô. Gì đây? Anh Hai à, anh có thấy một nữ phạm nhân tên là Diêm Bái Hồ không? Diêm Bái Hồ nào vậy? Có rất nhiều tội phạm, làm sao nhớ được hết chứ? Người vừa bị đưa vào phòng tối đó. À, người đánh bể mũi anh Huy á hả? Phải, là cô ấy. Anh có thấy cô ấy không? Cả anh Huy mà cũng dám đánh nữa, khẳng định là thê thảm rồi. Anh dẫn tôi đến gặp cô ấy được không? Tôi cầu xin anh. Cô là ai chứ, cũng muốn gặp thì gặp à. Đây là trại giam đó, cô có biết không?
Tôi tới xin việc làm. Làm ơn, tôi thật sự rất cần công việc này. Làm ơn đi. Cảm ơn. Tôi rất cần công việc này. Làm ơn đi. Được. Cảm ơn nha. Tôi rất cần công việc làm này mà. Làm ơn đi. Cô về chờ tin đi. Tôi đến xin việc làm. Cô hai à, tôi nghĩ cô tìm lộn chỗ rồi đó. Không đâu, đây không phải là nhà tập thể sao? Ở đây thuê tạm dịch. Nhìn thân hình cô kỳ cục như vậy, tôi sợ chọc chén rớt xuống để chết cô luôn đó nghe chưa. Không phải đâu, tôi chịu làm lắm. Ba mẹ của tôi mở tiệm sành sứ, tôi từ nhỏ đã ở trong tiệm dọn dẹp cho họ rồi. Cái lù lớn như vậy tôi cũng khiêng nổi đó. Tôi siêng năng lắm, việc gì tôi cũng có thể làm mà. Có phải khiêng vậy không? Nhà tôi làm ruộng, 6 tuổi tôi đã cõng mấy đứa em xuống ruộng rồi. 12 tuổi thì theo mẹ giúp việc nhà. Một căn nhà lớn 30 mấy người, giặt giũ nấu cơm mình tôi làm hết á. 16 tuổi thì theo ba tôi đi làm đường sắt. Một đòn gánh 10 mấy 20 ký đá hả? Một ngày ít nhất cũng 20 mấy chuyến á. Được, 1 tháng 20 đồng bạc, tôi thuê cô lập tức làm ngay. Cảm ơn từ sư phụ nha. Tôi 15 đồng. 14 đồng. Tôi 10 đồng. Cô đi ngạ 10 đồng bạc cũng làm đó. Thôi cô làm đi, tôi cũng làm đó. Nè cô nói đó nha, 10 đồng bạc. Còn nữa, không bao ăn bao ở, đi trễ về sớm, làm bể chén thì sẽ bị trừ tiền công. Làm. Mẹ. Mẹ à. Mẹ. Về rồi hả con? Trời ơi, sao mẹ nóng quá vậy? Mẹ không được khỏe hả? Chắc mẹ bị cảm, không có sao đâu. Nè, vừa rồi đợi nước sôi ha, vậy mà ngủ quên không hay đó. Hèn gì hôm nay mẹ không nấu cơm. Tại sao mẹ không được khỏe, không nói cho con biết? Trời ơi, chuyện nhỏ thôi. Con đi làm suốt cả ngày, con mệt nhiều hơn mẹ chứ. Gần đây con suốt ngày lo chuyện của Bái Hồ, bỏ hết việc nhà và Tiểu Quang cho mẹ lo. Hay là vậy đi, ngày mai con xin nghỉ một ngày, ở nhà chăm sóc cho mẹ và Tiểu Quang. Mẹ có thể nghỉ ngơi rồi. Con đừng có làm vậy, vất vả lắm con mới tìm được việc làm. Ngày nào cũng được gặp Bái Hồ. Cha vừa đi làm thì xin nghỉ, người ta đuổi việc con đó. Mẹ có sao đâu, sức khỏe mẹ tốt lắm. Mẹ nghĩ uống thang thuốc bắc sẽ khỏe lại thôi, không có sao đâu. Nhưng mà Bái Hồ thì khác, ngày tháng không còn nhiều nữa. Con gặp nó ngày nào thì hai ngày đó. Dạ, định nhà toàn là nước không à, lau cho sạch đi, nếu không mọi người sẽ bị trợ té đó. Nè, ngoài kia hết chén rồi, mau lấy chén ra đi. Khoan lấy chén đã, lấy đồ canh ra ngoài đi. Nè nè nè, đừng làm đổ đồ canh đó nghe chưa. Nếu không trừ tiền công của cô đó, còn nữa mang rác đi đổ đi. Cô đi đâu vậy? Đi là trại giam, không được đi lung tung. Bên đó là trại lớn, cô muốn bắt cô vào trong đó ngồi không? Còn công làm việc, đưa tiền công cô bây giờ. Mẹ ơi mẹ. Chuyện gì vậy? Mà mở cửa đi là chú đường á. Sao khuya vậy? Cảm ơn. Chú Lượng sao không có quà vậy? Không được đòi quà. Không lẽ lần nào chú Lượng đến đây cũng phải mua quà cho con sao? Không phải lần nào cũng có, nhưng mà lần này thì có. Nè. Em đi rót trà cho anh. Ở đâu vậy? Con nói muốn làm cảnh sát mà. Nè, phần quà rõ ràng là ở trong người của chú. Nếu như vậy mà con cũng không tìm được, sau này làm sao đi làm cảnh sát đây? Đứng lên. Dừng tay lên. Đứng yên. Có phải cái này không? Là gì vậy? Chơi làm sao? Cô có biết nhắm một mắt không?
Con nhắm một mắt đi. Con xem, vậy mà của con rất xảo quyệt. Nè, cái này gọi là kính vạn hoa, để ở trước mắt. Không phải con này, đặt ở con khác. Đúng rồi, dùng tay xoay đó đi. Nha, đẹp quá. Dùng tay xoay đó đi. Ngắm vào một chỗ, rồi xoay đến chỗ sáng đó. Nè mẹ ơi, mẹ xem nè, kính vạn hoa này ngợ lắm, mẹ coi đi. Để mẹ xem. Cho phải đó, đẹp lắm nha. Có cảm ơn chú Lượng chưa? Dạ có. Con tự chơi đi. Đi đi. Em sức thuốc à? Em không được khỏe sao? Không phải, không có gì. Mẹ đi làm bị phỏng đó, là con lấy thuốc sắc cho mẹ. Con nhiều chuyện quá à, mau đi chơi đi. Anh có chuyện tìm em hả? Đi dạ. À Lượng hả? Tới chơi hả? Ờ thì có lỗi, bác lo nấu nướng trong bếp không tiếp con được ha. Bác gái, bác đừng cái sáo. Sắc mặt bác xanh xao quá. Có phải bác không khỏe không? Thiệt ra đâu có gì, bác bị cảm thôi mà. Còn có ít tiền, bác mua thuốc tẩm bổ. Trời ơi, thôi khỏi đi. Anh mua quà cho Tiểu Quang là đủ rồi, không cần đưa tiền cho em và mẹ đâu. Công việc y tá của em. Em tìm được việc làm mới rồi. Phải đó, mẹ đi làm về trễ lắm, mẹ vừa mới về tới, cả người hôi hám vậy, chưa có ăn cơm nữa. Tiểu Quang. Phải rồi Lượng à, con chưa ăn cơm phải không? Ở đây ăn chung ha. Khuya rồi, con nghĩ anh Lượng bận lắm phải không? Anh cũng phải về nhà rồi. Em đi anh ra ngoài. Nói tạm biệt chú Lượng đi con. Tạm biệt. Vừa rồi em nói là có việc làm mới. Là việc làm gì vậy? Cũng là y tá thôi. Công nhân nhà ăn chấm mà cũng cần y tá sao? Phải rồi. Xém chút quên mất, anh là đồng sự cục công đồng, khắp nơi đều có tai mắt của anh, có chuyện gì giấu được anh chứ? Anh đã biết hết rồi, còn hỏi em làm gì? Bắt đầu từ lúc nào quan hệ chúng ta trở thành đối địch như vậy? Anh đã cho em mượn tiền giúp cô ấy kháng cáo rồi. Anh cho rằng tiền là dạng năng sao? Anh hiểu em rất lo cho em gái của em, nhưng mà bác gái bệnh rồi, Tiểu Hoa cần em chăm sóc, rõ ràng em lo không xuể. Còn nữa, em làm việc trong nhà ăn giám ngục, cùng lắm chỉ có thể ở ngoài hàng rào lưới sắt ngắm em gái thêm một chút thôi. Em không giúp được cô ấy đâu, em đâu cần phải làm chuyện uổng công. Việc làm của em khác với anh. Anh làm bất cứ việc gì cũng phải tính toán chi li, có ích thì làm, vô ích thì không làm. Còn em, em cảm thấy có chút hy vọng thì em đi làm. Chỉ cần em được nhìn ngắm bãi hồ, em có thể ủng hộ những khích lệ nó nhiều một chút, cho dù phải hy sinh rất nhiều em cũng cảm thấy rất xứng đáng. Nếu em đã suy nghĩ như vậy, tại sao em không bàn bạc với anh trước? Bàn bạc với anh thì anh cũng sẽ nói lại câu nói lúc nãy thôi. Anh không tán thành cách làm của em, nhưng anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Em cứ làm theo ý mình đi. Hay là vậy, anh sẽ thuê người làm giúp em chăm sóc Tiểu Quang và bác gái. Em khỏi tất bật được. Anh lại nói đến tiền. Lúc trước em quen anh không phải như vậy. Xưa nay anh không hề nghĩ đồng tiền là vàng đan. Nhưng mà anh thấy thật khó hiểu. Rõ ràng tiền có thể giải quyết vấn đề, tại sao không giải quyết, cứ mặc cho vấn đề tồn tại? Tiểu Quang nhanh lên con. Ủa bà Dương, đưa Dương Quang đi học sớm vậy? Phải, vì tôi phải đi làm sớm cho nên đưa nó đến đây trước. Vậy giao Dương Quang cho tôi đi. Vậy hả, cảm ơn cô nhiều. Cô giáo ạ. Làm phiền cô rồi. Cô giáo, tôi có một thỉnh cầu. Vì tôi làm việc phải về trễ, bà ngoại của cháu thì lại bị bệnh. Sau khi cháu tan học, cô có thể giúp tôi trông coi nó thêm một lát. Tôi đến trước nó hơi trễ một chút. Cũng không sao, dù gì tan học rồi tôi cũng ở lại trường kiểm tra bài vở. Cô tới trễ một chút cũng không sao đâu mà. Tôi sẽ tranh thủ đến trước nó. À phải rồi, trường học chúng ta gần đây có một lớp huấn luyện hướng đạo sinh. Lớp của Dương Quang cũng có tham gia đó. Tuần sau thì được vào trại ở một thời gian. Nếu cô cho nó tham gia thì cô khỏi phải tất bật rồi. Được. Thank you.
tử tù đó, để nó vô đi. Cả tù cũng dám đánh. Vì hôn phu của nó Trường Chí Khải cũng bỏ mặt, còn lo cho nó sao? Làm việc, để vào. Viên Bái Hồ, ở đây trời lạnh gió mát, có sướng không hả? Có muốn ở thêm vài ngày nữa không? Không muốn. Không muốn phải không? Đi. Đi đi. Thượng Hải hả mày? Biết nghe thì tốt rồi. Bây giờ là mày đụng trúng tao đó. Vậy thì sao? Mày nói đi. Bây giờ tao hỏi mày muốn gì á? Không có gì. Muốn mày làm sao cẩn thận một chút. Cẩn thận thôi phải không? Qua bên đó phơi nắng đi. Chị Hoàng à, tại sao chị phải sợ chị Dưỡng chứ? Tao đâu có sợ. Tao thấy ả là tử tù tội nghiệp thôi. Còn hai đứa bay đó phải sợ tao à? Mày nhìn gì chứ? À, nhìn nè, nhìn nè, cho mày nhìn nè, chết đi, cho mày nhìn nè, mày nhìn hả? Dám nhìn hả? Nè, đừng di chuyển. Cho mày nhìn nè. Đừng đánh, đánh người, chồng đánh người đó. Đánh người, cứu mạng đi, có người đánh người kìa, cứu mạng đi, có người đánh người. Đây cô mà, đừng đánh nữa mà, dừng tay lại. Quân ta, Ngọc Trưởng. Ngọc Trưởng. Ngọc Trưởng. Anh làm sếp như vậy à? Còn không đưa họ vào trạm y tế đi. Dạ. Gọi không? Bái Hồ, Bái Hồ, em có sao không vậy? Em đau lắm phải không? Em bị đánh trúng ở đâu vậy? Chị gọi bác sĩ cho em nha. Gọi làm gì chứ? Ra ngoài rồi bọn cai ngục đó sao kỳ vậy? Thế em bị người đàn bà đó đánh cũng không can thiệp, chị đi tố cáo họ. Chị không sao? Chị lo cho em đó. Chị biết em bị người ta giam vào phòng tối, chị biết em khổ lắm. Nhưng chị lại không được thăm nuôi em. Chị muốn biết tin tức của em. Chị vào nhà ăn giám ngục lập tạm dịch. Chị hy vọng có nhiều cơ hội để gặp được em, chăm sóc em. Thật ra chị không cần phải lo cho tôi nhiều như vậy. Làm y tá chị không làm. Trái lại vào làm việc trong giám ngục. Chị cũng không giúp được gì cho tôi đâu. Chị uổng công vô ích thôi. Chị biết là chị vô dụng.
Có lẽ chị không giúp được gì cho em, nhưng chị là chị của em. Cho dù làm tất cả mọi chuyện đến cuối cùng cũng là tốn công vô ích, chị cũng phải làm. Chị đi tìm chút gì đó cho em ăn. Đợi chị một chút. Em xem chị kiếm được cái gì nè. Là nho đó. Em đừng như vậy mà. Em phải phấn chấn lên. Cho dù em không muốn ăn cũng phải ăn một chút đi được không? Chị không biết em còn nhớ lúc xưa không? Khi ba chị em chúng ta còn nhỏ, còn ở trong cô nhi viện, kế bên có một vườn trái cây. Chúng ta thường hay trộm nho ăn. Em và em gái út, hai đứa thấy nho vừa tròn vừa lớn thì cười rất vui vẻ. Chị hai, chị ba, em rất muốn ăn nho đó. Nhưng mà ăn trộm là không đúng, mà sao biết sẽ bị la đó. Em không chị đâu, em muốn ăn nho. Em muốn ăn nho à, vậy thì ngoan ngoãn đứng đi, nếu không thì không được ăn đó. Bà đứa bay thiệt là to gan đó nha, dám đến trộm nho của tao. Dẫn tao về nhà tụi bay, tao muốn gặp ba má của tụi bay. Cháu ơi, đây là nhà của tụi cháu. Mấy đứa là cô nhi à? Mà sao mà biết tụi cháu ăn trộm nho, nhất định sẽ phạt tụi cháu đó. Phải đó, tụi cháu biết lỗi rồi, chú tha lỗi cho tụi cháu đi. Nè, lần này chú bỏ qua, đừng có lần sau nữa nha. Không sao rồi, không sao rồi, chúng ta không sao. Vậy được ăn nho rồi phải không? Đúng là đứa ham ăn. Chị hai, chị đoán coi ai bị người ta nhận về nuôi dưỡng. Hy vọng là nó. Nó là ai vậy? Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Đừng khóc nữa, ngoan đi, cười đi. Ông xã à, hình như em rất khó duyên với nó. Hay là chúng ta nhận nuôi nó đi. Thái Giao, em xem chị mang gì đến cho em ăn nè. Là nho em thích ăn nhất đó. Em không ăn. Thái Lâm thích cái mền này nhất. Không có nó, Thái Lâm không ngủ được đâu. Thái Giao à, đừng có giận chị hai mà. Có ba có mẹ ở nhà mới là hạnh phúc chứ. Chị làm như vậy là muốn tốt cho Thái Lâm thôi. Em biết chị hai vì Thái Lâm, nhưng mà em thật sự không nỡ xa Thái Lâm nữa. Em đừng có khóc mà. Nên chị đây. Hai, chị có đưa em đi giống như Thái Lâm không vậy? Chị hai rất mong sau này em sẽ có cuộc sống tốt. Vậy chị hai muốn đưa em đi rồi. Em không chịu đâu. Em không cần cuộc sống tốt. Không cần có ba có mẹ. Em chỉ cần chị hai thôi. Em muốn cùng sống với chị hai. Chị hai cũng không muốn bỏ em đâu. Chị hai, bây giờ chỉ có hai chị em thôi. Chị phải hứa với em đừng bỏ em nha. Được, chị hai hứa với em. Vậy chúng ta ngoéo tay đi. Hay quá, ngoéo tay rồi không nuốt lời đó. Chị em ăn nho đi. Em có nhớ không?
là em đòi ngoéo tay với chị đó. Em còn nhớ không? Là em nói với chị, chỉ còn lại hai chị em chúng ta thôi. Em bảo chị đừng bỏ em mà. Tại sao chứ? Tại sao? Tại sao bây giờ em lại đối xử với chị như vậy? Chị Khải là người yêu quý nhất của tôi, cũng là người giúp được cho tôi. Tôi đã gửi hết tất cả hy vọng niềm tin cho anh ấy. Anh ấy cũng đã hứa với tôi nhất định không bỏ rơi tôi. Nhưng cuối cùng anh ấy cũng bỏ đi. Có lẽ là ông cai ngục tôi quy đó nói rất đúng. Tôi là một tử tội mà, sau cùng cũng phải chết. Chị lo cho tôi làm cái gì? Tôi vất vả chịu đựng để làm gì chứ? Đến cuối cùng tôi cũng bị đưa đi xử bắn. Tôi vất vả chịu đựng là vì cái gì? Thà tôi chết sớm một chút đi cho rồi mọi việc sẽ tốt đẹp hơn. Không được chết. Em không được nói những chuyện như vậy. Em không chết được đâu. Vậy chị cho tôi một lý do đi. Lý do là con người muốn sống, không ai muốn chết cả. Lúc chúng ta 5-6 tuổi, ba má đều đã qua đời. Ba chị em chúng ta đầu đường xó chợ bơ vơ cô quạnh. Chúng ta đã từng bị bọn trẻ hà hiếp ở trên phố. Chúng ta đã từng 3 ngày không ăn cơm, đi trộm thức ăn người ta bị đánh. Đã từng bị bệnh không có tiền đi bác sĩ, xém chút mất mạng. Nhưng mà kết quả chúng ta vẫn có thể chịu đựng, vẫn có thể qua khỏi, vẫn có thể gặp được ba Sơ An đi. Nếu hôm đó ba chúng ta quyết định tự sinh tự diệt thì chúng ta sẽ không có chúng ta như ngày hôm nay. Sống sót mới có thể có hy vọng, sống sót mới có kỳ tích. Sống sót mới có hy vọng, sống sót mới có kỳ tích. Chị biết em và Trương Chí Khải không thể kết hôn là cú sốc rất lớn cho em. Nhưng chị khác với anh ta. Chị là chị hai của em. Cho dù tất cả mọi người bỏ rơi em, chị cũng không bỏ rơi em. Lần này coi như là chị hai cầu xin em. Chị chỉ còn lại một đứa em gái là em. Chị cầu xin em đừng bỏ chị hai một mình được không vậy? Chị cầu xin em đó. Đã ngoéo tay rồi, không được nuốt lời đó. Ăn nho đi. Lý do tại sao phải vất vả chịu đựng chứ? Lý do là con người muốn sống, không ai muốn chết cả. Lúc chúng ta 5-6 tuổi, ba má đều đã qua đời. Ba chị em chúng ta đầu đường xó chợ bơ vơ cô quạnh. Chúng ta đã từng bị bọn trẻ hà hiếp ở trên phố. Chúng ta đã từng 3 ngày không ăn cơm, đi trộm thức ăn bị người ta đánh. Đã từng bị bệnh không có tiền đi bác sĩ, xém chút mất mạng. Nhưng mà kết quả chúng ta vẫn có thể chịu đựng qua khỏi. Sống sót mới có thể có hy vọng, sống sót mới có kỳ tích. Ăn cơm đi. Cô đã đi đường chạy được, tối nay tự đến nhà ăn nha.
Hôm nay chúng tôi rất vui mừng chào đón bà Diêm Hùng Niệm Từ đến cô nhi viện và đã tặng rất nhiều quà cho bọn trẻ của chúng tôi. Ông biết nước Hà Lan có mùi gì ha? Em xem tôi tiểu du uống rất ngon đó, chị nghĩ nhất định là ngon lắm. Chị cảm thấy cũng không ngon lắm, cho em nè. Cảm ơn chị hai. Diêm, tôi thay mặt mấy đứa nhỏ trong cô nhi viện cảm ơn sự học phong. Tôi tin ở hiền thì gặp lành, nhưng mà ngoài nguyên tiền ra tôi còn muốn nhận nuôi một đứa trẻ. Nhưng tụi đứa trẻ đó tốt nhất là đừng quá nhỏ, bởi vì tôi và ông xã tôi cũng không có kinh nghiệm nuôi trẻ. Nếu như là quá nhỏ tôi sợ chăm sóc không được tốt. Tốt nhất là một bé gái thùy mị 8-9 tuổi thì được rồi. Cô nhi viện chúng tôi có hai chị em, đều khoảng 8-9 tuổi gì đó. Hai đứa trẻ này rất ngoan. Một đứa tên là Thái Du, một đứa tên là Thái Giao. Hay là để tôi dẫn bà đến nói chuyện với hai đứa bé đó nha. Trời ơi, trời ơi, sao nó nghịch quá vậy? Tôi đỡ ăn đi, sao bà đã nói rất ngoan mà. Thường ngày nó không phải như vậy đâu. Thái Du, không mau qua đây xin lỗi bà Diêm đi. Gì? Sao nó mất dạy quá vậy? Đức mẹ, xin người tha thứ cho con lúc nãy không lễ phép. Con làm như vậy là không muốn họ nhận nuôi con mà nhận nuôi em gái con. Con chỉ muốn em con cơm no áo ấm, có người thương, được đi học ở nhà lớn. Chị hai, chị gạt em, chị không giữ rồi. Thái Giao, chị hứa không bỏ em, không đưa em đi giống như đưa Thái làm đi. Rõ ràng chị đã ngéo tay với em. Chị hai, chị không giữ lại. Thái Giao, Thái Giao, nghe chị nói đi. Chị hai muốn tốt cho em thôi. Em không nghe, không nghe, không nghe nữa. Đủ rồi, đừng có ngang bướng nữa. Em có biết em phiền phức lắm không? Không biết dọn giường, chị phải dọn giùm em. Không biết làm bài, chị phải làm giùm em nữa. Chị hai, chị nói thiệt hả? Thiệt đó. Không phải lo lắng cho em, chắc là sẽ vui lắm đó. Em đi mau đi. Em ghét chị lắm. Ông chủ, bà chủ. À, Dung à, cô hai về rồi. Lấy nước Hà Lan ra đây đi. Dạ. Con nói con thích uống nước Hà Lan. Nhà của ba má có rất nhiều. Con muốn uống bao nhiêu thì cứ uống đi. Vậy tức là muốn uống bao nhiêu cũng được. Đương nhiên rồi. Từ nay ở đây sẽ là nhà của con. Con là con gái của ba má. Con thích gì thì cứ việc nói cho ba má biết ha. Nè, đúng rồi. Đây là ba của con, gọi là Diêm Phát. Mẹ là mẹ của con, Hùng Niệm Từ. Sau này con phải mang họ của ba là họ Diêm. Còn nữa, từ nay không gọi con là Giang Thái Giao. Ba mẹ sẽ đặt tên cho con là Bái Hồ. Con tên là Diêm Bái Hồ. Con nhớ không hả? Con nhớ rồi. Tao không chết ở đây giống như mày đâu. Tao nhất định phải sống sót. Tao tin thế giới này sẽ có kỳ tích.
là nhất định phải rời khỏi chỗ này. Ủa, Diêm Bái Hồ này đổi tính rồi, ăn nói ngọt quá. Ai bị giam trong phòng tối ra cũng đều biết sợ. Cô cũng không ngoại lệ. Tôi muốn xem cô ấy sợ tới mức nào. Nè, nói nghe, cô vừa tới ngày đầu tiên hả? Tử tội ngồi bên kia kìa. Trứng của cô đâu? Hôm nay tôi không muốn ăn cho nên tôi không ăn. Ăn hay không không do cô quyết định. Phần cơm quy định ăn gì cô phải ăn đó. Nếu như cô không đủ dinh dưỡng, chúng tôi phải chịu trách nhiệm. Cô có hiểu không? Cô làm gì vậy? À không, chị Hoa à, tôi lột vỏ cho cô ấy mà, giúp đỡ lẫn nhau thôi. Về chỗ ăn cơm đi. Ngồi xuống đi. Dì Bái Hồ, vừa rồi chị Hoa nói rất rõ. Tại cô bị điếc hả? Hôm nay nhà ăn cho ăn cái gì cô không thích ăn cũng phải ăn cho hết. Nè, một hộp cơm cũng phải ăn cho sạch đó, biết chưa? Có nuốt cũng đành phải nuốt thôi. Nè, đứng yên kìa. Đứng yên. Nhận lời. Giao hàng đi. Giao hàng đi. Không biết làm cái quái gì nữa. Lớp giáo quá thì học ở trong lớp đi, học ở thao trường. Người mới nhậm chức thì nóng như lửa, tất nhiên là phải đánh phủ đầu chúng ta rồi. Đến rồi, đến rồi. Sao trẻ quá vậy? Mọi người đều cho là làm giảng viên giáo hóa, dường như tôi quá trẻ có phải không? Cô cai sữa chứ đó. Làm phản hả? Dám vô lại với giáo viên sao? Không cần phản ứng mạnh như vậy đâu. Cho dù là tội phạm cũng phải có tự do ngôn luận. Còn lên một chút đó. Tôi vừa tốt nghiệp ở Anh về, sau này các chị có thể gọi tôi là Tô Phi. Tuy rằng trước đây mọi người đã phạm pháp, nhưng đã đến đây rồi, nghĩa là mọi người đã bị trừng trị thích đáng. Cho nên tôi cảm thấy mọi người nên tích cực hơn, vì tương lai trở lại xã hội làm lại cuộc đời, chuẩn bị cho tốt. Tôi cho là chỉ trong lớp học, dùng văn từ để giảng dạy thật sự rất đơn điệu. Cho nên tôi tính thông qua một số hoạt động, khiến cho mọi người thật sự cảm nhận được tính quan trọng và đạo lý đoàn kết, phục tùng, trật tự xã hội. Hôm nay là buổi học đầu tiên, tôi định dạy mọi người thao diễn. Không phải chứ, bây giờ chúng tôi ngồi tù chứ đâu phải đi lính đâu. Học thao diễn. Thao diễn có thể bồi dưỡng tính hợp tác và phục tùng cho mọi người. Là một người công dân tốt thì nên... Ôi, vất vả vậy, tôi không học đâu. Về phòng đó. Quay lại, quay lại, quay lại. Đứng lại. Không được đi.
Ngục trưởng, tất cả nghe đây, mệnh lệnh của giáo viên giáo khoa là mệnh lệnh của tôi, ai dám tỏ gạt chống đối tôi nhất định sẽ nghiêm trị, nghe rõ chưa? Sao không xếp hàng đi? Vào hàng đi. Ra đi. Nhanh lên. Chị Dương đi đâu vậy? Vào hàng đi. Tôi đi vô phòng. Các người phơi nắng nhiều quá rồi, điên rồi phải không? Bây giờ tôi là tử tội mà, làm sao tôi làm lại cuộc đời được? Có gan thì dùng súng bắn chết tôi đi, nhưng mà bắn là phải chết nha. Tôi cũng muốn chết sớm lắm đó. Đi. Đi. Chị Mai Hùng, con có muốn theo chị Dương vào phòng không? Một ngày chị bị hành hình, tôi không có cơ hội làm lại cuộc đời. Tôi muốn ở lại tập thao diễn. Được, hoan nghênh cô ở lại. Trước tiên chúng ta chạy bộ đi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.